Action đây. Anh em ơi, chúng tôi vẫn có những anh em khách hàng gọi điện bảo xét cho một bộ gọi là full lắp. Chúng ta đã có những cái bộ cần câu gọi là 28 triệu là của cái cây Gosala kết hợp với cái Steez này. Cái Exit chứ, máy dọc. Rồi cây Poison Ultima kết hợp với lại cái máy Steez cũng là 34 triệu à. Hôm nay có một bộ nó còn vượt ngưỡng 40 hơi triệu bung luôn. Nóc lên tầng hơn 4 nóc luôn, lên 4, tầng 4 luôn. Thì tôi xin phép là tôi ghép vào đã, vì tôi đã có video unbox của từng cái riêng biệt rồi, nhưng mà tôi ghép để anh em nhìn đấy. Antares DC là của máy này, cái này vẫn còn rẻ hơn cái này. Shimano và Steez cái này là của Daiwa luôn này. Hôm nay ta xét một bộ Daiwa full nóc nhá, bộ Daiwa 40 triệu dã man luôn, chưa kể phụ kiện và dây câu tất cả cái gì, nó chỉ mỗi cần với máy trơn đấy là 40 triệu của cái bộ cần này, nghe cũng hoảng. Thôi tôi có cái thú vui thỉnh thoảng cứ ghép ghép. Đây vẫn là cái cây Steez, cái máy Steez không có tiền nha, được cầm đồ xịn đúng không? Máy Steez đã unbox rất là nhiều, ghép khá nhiều rồi này, để máy Steez này. Thế còn đây là cái cây cần Daiwa Heartland phiên bản kỷ niệm 60 năm của hãng. Cái cây cần này là hiện tại giá bán lẻ của chúng tôi đang là 24 25 triệu gì đó, anh em cứ kích vào cái mô tả ở dưới link này là anh em ra luôn giá cụ thể này. Ghép bộ này vào với nhau nó là suýt soát 40 triệu chưa kể phụ kiện. Anh em có mua thì cũng vui lòng là nói rõ giá trị thực với lại vợ. Không, tôi đề nghị luôn là đừng có nói 4 triệu với lại 300 nghìn là về là các anh em ra đồng nát luôn phút mốt. Và cuối cùng là ngậm đắng nuốt cay, đập đầu đập gối. Đây, đây là cây cây cần kỷ niệm, bản kỷ niệm 60 năm của Daiwa nhé các bác nhé. Là ui, là đây, bản của phiên bản này là bản do xưởng chế tác Heartland sản xuất tại Nhật luôn. Và là phiên bản kỷ niệm 60 năm của Daiwa. Ta sẽ gắn lên, cái này thì mang tính chất giá trị về truyền thống này, giá trị sưu tầm này, với giá trị gọi là hàng handmade này. Nhưng mà nó sẽ kết hợp với mặt máy câu. Máy câu thì không nên hàng handmade các bạn. Máy câu thì phải là hàng công nghệ cao, vì là các chi tiết cơ khí chính xác, nó trơn tru, nó mượt mà thì nó sẽ nét hơn. Nhưng mà cần thì handmade nó vẫn là một cái gì đấy đáng để sưu tầm đấy. Đây, trên tay tôi đây, nhòn nhón thế này thôi 40 củ anh em ơi. Sợ thật. Này đi câu thì phải là nếu cho em chọn phối giữa Antares DC và Steez, em thích phối cái nào với cây này? À, nếu như anh em mà để gọi đây, tôi phối một cái bộ gọi là full max giá tiền là nó suýt soát gần 40 triệu. Nhưng nếu cây cần này thì nên kết hợp với những cái máy câu mà có kích thước body ôm vừa hơn, to hơn cái Steez này một tí. Steez thì nó sẽ rất là nhẹ và siêu nhẹ luôn, thì để đánh cho những cái cây cần mang tính chất, ví dụ như ghép với cái Poison Arena 5 khúc ấy, thì cái Steez này cực kỳ hợp lý vì nó nhẹ giống nhau. Nhưng nếu anh em ghép vào một cái bộ gọi là vừa xứng cần giữa giá tiền chuẩn và xứng về trọng lượng, nó có gọi là cái đối trọng, đối trọng của cần ấy, thì nó anh em hợp lý nên, thì anh lại thấy thích cái máy này hơn. Nên ghép với cái cây máy Antares DC của Shimano, tức là kết hợp giữa Shimano và Daiwa, thì trong trường hợp này nó sẽ ngọt ngào hơn. Tôi nghĩ là như thế. Đây, Antares DC. Đấy là cảm tính mình. Đấy, suy nghĩ là mình sẽ thích body, là như thế thôi. Anh em nhìn cái body của cái con Steez này, nó bé, nó mảnh này, thì nên phù hợp cho những cái máy cần nó gọn nhẹ đánh, nó tính chất là kỹ thuật nhiều. Nhưng cái Antares này thì nó công nghệ hơn hẳn luôn, dù rằng giá nó rẻ hơn. Hiện tại bán lẻ là Antares DC là rẻ hơn một chút so với cái Steez này. Nhưng mà đây, khi anh em ghép cái cây cần kỷ niệm 60 năm của Daiwa lên với lại cái cây máy Antares DC của Shimano ấy, thì nó sẽ rất là hợp lý giữa cái trọng lượng, tỷ trọng lượng và cái tay ôm. Anh em nhìn thấy là khi ôm ấy là nó sẽ khá là lớn, đủ để chúng ta cầm. Với cái cần này là khá là kích thước, nó là 8 feet mà. 8 feet và không phải là cái dòng cần nhẹ nhọ như mấy cái con kiểu bản Ultima gì đâu. Đây, nếu anh em ghép cái này thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 36 hay 37 triệu. Nhưng mà để mà full max, tôi khuyên anh em nếu ghép cây này thì nên chọn những cái máy mà nó tương xứng với lại cái trọng lượng của cái cần. Ví dụ nó như sẽ là đảm bảo dòng, cái đối trọng. Dòng Antares DC này hoặc là mấy con Cancuta con quét ấy, thì gắn lên cây này rất là hợp. Nếu mà anh em chọn cái cây Cancuta con quét mà màu vàng tôi đã có bên kho kia, hay là anh bao đi xong anh sang lấy cho em. Ok, ok. Ok. Ok chưa? Bao một tí rồi anh em.
Đây, nếu không anh em có thể vẫn có thể ghép một cái nữa, đó là tôi thấy cái cây Kankuta Conquest của Shimano ấy là cái dòng máy full hợp kim luôn, thì ghép cái cây cần bản kỷ niệm 60 năm của Daiwa này cũng rất là hợp lý này. Body tròn dáng cổ điển đúng không? Giá hợp tiền với nhau. Thì nó cũng sẽ giảm đi một chút thôi, nhưng mà nó sẽ rất là đẹp. Tôi thấy cái cây này gắn với cái này mới đúng nghĩa là handmade anh em này. Ôi, cái này gắn với cái này nó cực đẹp luôn á. Cái body của cái máy này nó cũng dạng kiểu hợp kim nhôm phay. Xong là trên cái máy này nó vàng, nó đi với đen này. Ồ, cái này thực sự nếu mà anh em ghép nên ghép kiểu này. Cổ điển. Ghép cái này cực đẹp luôn này. Cái ôm nhá, cái tỉ trọng ôm, tôi thấy cái này ôm thích hơn là ôm của cái Antares thì nó sẽ dài hẳn ở đây. Nhưng mà cái này là tròn này, khi anh em cầm này. Đây là tôi đang gắn cái bản 201 nhá. Anh em có thể chọn cái 101 ấy, nó bé hơn chút nữa thì là mình ôm là nó sẽ gọn hơn. Đây. Cổ để như này. Đấy, nếu mà anh em ghép thì là để chơi đẹp thì tôi thấy là cái bộ này, cái này này, nó đi đúng nghĩa với nhau là hợp kim nhôm phay thuần túy cộng với một cái cần handmade. Giá nó rơi vào khoảng 34, 35, 36 triệu gì đó, tôi xin lỗi tôi không cộng. Nhưng mà nếu mà tôi để mà gọi là chơi kiểu mắc đồ hết cỡ tiền ấy, thì anh em chọn cái này. Cái này là cái mắc tiền, nhưng mà tôi thấy ghép cái cây Sti với lại cái máy này thì có vẻ là nó sẽ hơi, nó hơi hơi khập khiễng một chút về đối trọng. Nhưng mình cầm này là cái đầu cần của mình nó đang bị nặng quá. Cầm này đầu cần này, đầu cần nó đang bị dốc về đầu này. Đây. Rồi. Để tay đây là nó sẽ bị dốc này. Đấy, thậm chí tôi có thể đây nhé, bình thường này, anh cái em này nó gọi là cái độ ba lăng của nó. Đấy, không độ chưa lần tốt. Ba lần nó không, nó đang nặng ở đầu cần nên anh em ghép với những cái nặng hơn một chút này thì hợp lý. Nhưng mà đây, xin mời anh em. Húp luôn. 39,5 40 triệu cho một bộ cần. Oách. Kinh diện. Thỉnh thoảng của tôi sẽ có những cái đồ cần thật đắt, tôi sẽ ghép thế này để anh em gọi là chọn một bộ. Nhưng mà cái này cũng rất là hợp lý, cũng gọi là không ấy đâu. Nếu mà anh em chơi nhá, cầm vào tay thế này, khi là mình cầm mấy cái máy to hơn ấy, nó sẽ bị cộm tay. Bản thân cái pad máy của cái cần này là nó cũng khá lớn. Nên là khi mình ôm vào mà nó to quá thì mình sẽ cầm nó bị lằn. Cái này nó sẽ chỉ thể hiện khi mà anh em đánh đầm hồ rộng. Đấy, đánh đầm hồ rộng ấy, cần máy khỏe to, ném mồi nặng thì là anh em ném. Còn cái Sti này thì nó đúng nghĩa là nó đắt. Nhưng mà để mà ghép đẹp thì tôi trong trường hợp này nếu tôi mua thì tôi vẫn sẽ mua cây Kankuta Conquest 101 hoặc là 201 như thế này. Tôi gắn lên như thế này thì nó sẽ đúng nghĩa là nó đẹp hoàn hài chỉnh, hòa. Hài hòa luôn giữa thiết kế vật liệu. Cái này là hàng nhôm phay. Kể cả cái body này nó là thuộc dạng body cổ điển mà. Ok, body cổ điển, đúng nghĩa cổ điển mà. Cái này đơn giản tròn tròn thế chẳng gì cả. Ôi, cảm ơn các bác rất nhiều. Bộ cần 40 củ đã unbox xong. Thế còn anh em thích thì gá vào những cái khác nữa. Tôi xin phép tôi lại đặt cái này lên phát nữa để cầm. Cầm thì nó thật sự là cầm này thích này. Khi cầm này thích này. Nhưng khi vụt thì ném câu ấy, thì mấy cái máy to kia nó sẽ lợi thế hơn. Vì cần nó nặng, cứng hơn so với cái body của một cái máy nhỏ này. Rồi, xong. Ok.